Xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ ba. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Khảo sát của NBC News cho thấy tỷ lệ tán thành Tổng thống Biden tiếp tục giảm. Theo khảo sát mới nhất của NBC News, tỷ lệ tán thành ông Biden giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bước vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021. Chỉ 39% người Mỹ tán thành công việc của ông Biden, giảm 1% so với tỷ lệ tán thành ông vào tháng 3. NBC News thực hiện khảo sát 1.000 người Mỹ trưởng thành trong 10 ngày đầu tháng 5. Cuộc khảo sát của NBC News cũng cho thấy 75% người Mỹ nói đất nước đang bị dẫn đi sai hướng. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử 34 năm thực hiện khảo sát của NBC News. Tỷ lệ người Mỹ nói đất nước đi sai hướng là 75% hoặc cao hơn. 60% người Mỹ nói phá thai nên là hợp pháp. 63% phản đối tối cao pháp viện hủy bỏ án lệ Roe v. Wade năm 1973 cho phép phụ nữ được phá thai. 30% ủng hộ tối cao pháp viện hủy bỏ án lệnh Roe v. Wade. 33% tán thành cách ông Biden điều hành nền kinh tế Mỹ. 41% tán thành cách ông Biden giải quyết vấn đề về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. 65% người Mỹ trưởng thành nói thu nhập của gia đình đang thấp hơn so với chi phí sinh hoạt. 46% cử tri đăng ký muốn Cộng hòa kiểm soát Quốc hội và cũng 46% cử tri đăng ký muốn Dân chủ kiểm soát lưỡng viện. Chuyên gia thăm dò dân ý Bill McInturf của Tổ chức Chiến lược Công luận tham gia thực hiện cuộc khảo sát của NBC News cùng với Hiệp hội Nghiên cứu Hart đánh giá rằng kết quả với con số như thế này là ánh đèn đỏ cho đảng Dân chủ. Người Mỹ đang nói cho cuộc sống hiện nay tồi tệ như năm 2008, nhưng chuyên gia khảo sát Jeff Horwitz của Hiệp hội Nghiên cứu Hart cho rằng đảng Dân Chủ vẫn có tỷ lệ cân bằng với đảng Cộng Hòa ở câu hỏi đảng nào nên kiểm soát Quốc hội. Cả hai đảng đều nhận được tỷ lệ tán thành 46%. California hỗ trợ tiền down payment và chi phí mortgage cho người mua nhà lần đầu. Đảng Dân Chủ tại Thượng viện California đưa ra chương trình hỗ trợ trị giá 1 tỷ Mỹ Kim từ ngân sách tiểu bang để giúp người mua nhà lần đầu trả tiền down payment và chi phí mortgage. Theo nhật báo Los Angeles Times, kế hoạch này giúp cư dân có thu nhập từ thấp đến trung bình dễ có cơ hội được sở hữu một căn nhà. Trong năm 2021, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tony Akin, San Diego, thường vụ Thượng viện tiểu bang California khởi xướng ý tưởng chính quyền tiểu bang đứng ra hỗ trợ người dân lần đầu mua nhà trong thời buổi thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt và các khoản chi phí phát sinh ngày càng gia tăng. Hôm thứ Tư, bà Akin công bố thêm một số thông tin chi tiết về chương trình hỗ trợ này. Đây sẽ là khoản chi ngân sách tiểu bang để cung cấp người có dự định mua nhà một khoản vay tương đương với 17% giá mua nhà, giúp giảm chi phí vay tiền mua nhà. Theo bản kế hoạch sơ bộ, khi người sở hữu nhà này bán lại, chuyển nhượng hoặc thay đổi hình thức vay vốn, họ phải trả lại cho chương trình một khoản tiền tương đương với 17% giá trị hiện tại của ngôi nhà, bất kể nó có lớn hơn khoản cho vay ban đầu hay không. Chương trình này sẽ được bao hàm trong các khoản ưu tiên chi ngân sách của Hội nghị Đảng Dân Chủ tại Thượng viện và những người khởi xướng kế hoạch yêu cầu 1 tỷ Mỹ Kim trong một thập niên để duy trì ngân quỹ cho chương trình. Theo báo cáo của Ngân khố tiểu bang California và tổ chức vô vị lợi California Forward, số tiền này có thể giúp khoảng 8.000 người mua nhà lần đầu mỗi năm. Báo cáo cho thấy khoảng 35% trong tổng số 555.858 căn nhà được bán tại tiểu bang trong năm trước là cho những người lần đầu mua nhà. Nhưng nhìn chung, giá nhà vẫn ở ngoài tầm với của phần lớn các gia đình.
Tại New York, thị trưởng Buffalo nói rằng nghi can cố giết càng nhiều người da đen càng tốt. Hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 5 trên chương trình Face the Nation, ông Brian Brown, thị trưởng Buffalo, cho biết nghi can nổ súng tại siêu thị trong thành phố, khiến cho 10 người đã bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương, đã đến tấn công với ý định lấy đi càng nhiều mạng người da đen càng tốt. CBS News dẫn lời cảnh sát New York hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 5, cho biết một thanh niên da trắng 18 tuổi mang theo vũ khí xuất hiện tại Top Friendly Market, bắn 4 người trong bãi đầu xe khiến cho 3 người trong số đó bị thiệt mạng. Sau đó, nghi can bước vào bên trong cửa tiệm và xảy ra cuộc nổ súng với nhân viên bảo vệ tại đây. Người này là một cảnh sát đã nghỉ hưu ở Buffalo. Sau khi bắn chết người bảo vệ, nghi can tiến vào cửa tiệm và tấn công những người khác. Trong số 13 nạn nhân, 11 người là người da đen. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nghi can được xác định là Peyton Rendron, cư dân thành phố Brooklyn, New York, và bị buộc tội giết người cấp độ 1 nhưng chưa nhận tội. Trong một phát ngôn mang tính kỳ thị được Grandrin đăng trước cuộc tấn công, nghi can chọn địa điểm này do có dân số da đen cao và không quá xa nhà nghi can, cách nhà nghi can khoảng 3 tiếng rưỡi. Ông Brown, thị trưởng da đen đầu tiên của Buffalo, cho biết thành phố là nơi có 80% vụ nổ súng nhắm vào người da đen và cộng đồng của ông sẽ không để tư tưởng kỳ thị ngăn cản sự tiến bộ. Vị thị trưởng mong muốn các nhà lập pháp ở Washington DC thông qua các biện pháp kiểm soát súng hợp lý. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Matt Ricolin cho biết Bộ Tư pháp đang điều tra vụ nổ súng như một tội ác kỳ thị và hành động cực đoan bạo lực. Tại Texas, thưa quý vị, chủ tiệm làm tóc ở Dallas cho rằng động cơ vụ nổ súng là do kỳ thị chủng tộc. Vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 5, cảnh sát cho biết vụ nổ súng tại tiệm làm tóc ở Dallas khiến 3 phụ nữ gốc Nam Hàn bị thương, có thể là một phần trong chuỗi các vụ tấn công nhắm vào các doanh nghiệp của người châu Á. Đài NBC News dẫn lời ông Eddie Garcia, cảnh sát trưởng của Dallas, cho biết chiếc xe mà nghi can dùng trong vụ nổ súng tại Hayward Salon vào thứ Tư ngày 11 tháng 5 có thể là cùng một loại với chiếc xe được nhìn thấy trong 3 vụ nổ súng khác. Chủ tiệm bà Chang Hee-yung, 44 tuổi, người gốc Nam Hàn, là một trong số những người bị thương, cho rằng vụ nổ súng là hành động kỳ thị chủng tộc vì nghi can không đòi tiền mà chỉ muốn làm bị thương những người trong tiệm. Bà Chang cho biết cửa trước của Hair Salon thường được khóa và chỉ mở khi có khách mời vào. Nhưng do lượng khách vào hôm thứ Tư quá đông đúc nên bà đã để cửa mở. Bà Chang bị bắn vào chân trái và đến nay vẫn chưa mở tiệm tóc lại được vì sợ hãi. Bà Chang cũng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy không an toàn ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích tình trạng phân biệt chủng tộc ở đất nước này. Ông Garcia cho biết ông đã thông báo cho cơ quan điều tra liên bang, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung ở khu vực, liên minh chống phỉ báng và đội đặc nhiệm chống kỳ thị chủng tộc của thị trưởng Dallas. Cảnh sát trưởng cho biết xe bán tải có camera an ninh sẽ được đặt ở vị trí chiến lược và ông sẽ điều động thêm cảnh sát để tuần tra các khu vực có doanh nghiệp và cư dân người Mỹ gốc châu Á. Công ty McDonald hoàn toàn rút khỏi Nga sau hơn 30 năm hoạt động. Hôm thứ Hai ngày 16 tháng 5, công ty McDonald cho biết họ bắt đầu quy trình bán tất cả các nhà hàng và tài sản của họ ở Nga để chính thức hoàn toàn rút khỏi đất nước này sau hơn 30 năm hoạt động. Thực ra vào tháng 3 vừa rồi, chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn nhất của thế giới đã đóng cửa tất cả là 847 nhà hàng, từng giúp cho họ thu về 50 triệu Mỹ Kim mỗi tháng ở Nga. Tuy nhiên, thương hiệu ăn nhanh ở Hoa Kỳ vừa quyết định bán lại tất cả tài sản của họ cho người bản xứ với mức giá dự trù khoảng từ 1.2 tỷ đến 1.4 tỷ Mỹ Kim. Quyết định bán lại tất cả tài sản tại Nga bao gồm địa điểm quảng trường Pushkin ở trung tâm Moscow, đánh dấu sự rút lui mang tính biểu tượng của một thương hiệu Tây phương. Từng là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ ở Liên Xô cũ, cửa hàng quảng trường Pushkin là địa điểm đầu tiên được McDonald's khai trương tại quốc gia này vào năm 1990. Cửa hàng tạo ra cơn sốt khủng khiếp khi có hơn 5.000 khách có mặt trong ngày khai trương cửa hàng. McDonald's cho biết họ đang tìm cách bán tất cả các cửa hàng ở Nga cho một nhà đầu tư địa phương, nhưng sẽ tiếp tục giữ lại nhãn hiệu. Họ cũng lý giải sự rút lui hoàn toàn của mình. Cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến ở Ukraine gây ra và môi trường hoạt động không thể đoán trước được khiến cho McDonald's đi đến kết luận rằng việc tiếp tục sở hữu doanh nghiệp ở Nga là không thể được. McDonald's cho biết họ sẽ đảm bảo rằng 62.000 nhân viên của họ ở Nga tiếp tục được trả lương cho đến khi thương vụ được hoàn tất. Những người này cũng có thể tiếp tục được làm việc cho đơn vị chủ sở hữu mới. Quý vị vừa theo dõi phần đầu chương trình ngày hôm nay. Tiếp nối, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.